mà. Vòi phun à, vòi chôn hết đây à? Là vòi dẫn đi thôi. Cái loại này gọi là làm kiểu lục 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 kịp thì kịp, không kịp thì thôi ấy. Đuổi lục ba. Vâng, lục ba. Em khoanh lâu chưa đấy? Cái này em khoanh được 50 ngày. Thế gọi là khoanh gọi tháng rưỡi rồi à? Không có dấu hiệu gì của liền. Không dấu hiệu liền đâu em ạ. Năm nay thời tiết nó không biết kiểu gì. Không liền nhé, chưa có một tí gì mà lựa ra nhé Hiển ơi. Không có một cái gì để mà gọi là không có một cái dấu hiệu. Không không có một dấu hiệu một tí nào để liền nhé. Đây còn lộc ba đây. Chỗ này đang nất này em này. Vâng, đấy trên cái ngoài ngoạn nó còn nhìn trắng hết rồi. Ừ. Thế là đuổi lộc ba. Cây rất là to, cao lắm. Cây này là nó cây lùn, cây to, khỏe. Cây bón phân hữu cơ, làm phân tự nhiên thì cái cây nó khỏe hẳn này ạ. Nó không giống như làm phân hữu cơ cái đâu. Cây này là chú bón phân gì ấy? Em sử dụng phân gà ấy. Phân gà á? Vâng. Bón tháng mấy đấy? Phân gà em bón từ tháng 2, bón lúc kết quả thôi. Cái ngoài ngoạn nó ra rất đẹp rồi. Phân gà, thế phân gà nó đã hoai mục chưa? Phân gà em xử lý hết, vừa nãy em qua không nhìn thấy mấy cái đống phân gà em đang ủ ngoài cái cảnh. Mà kể cả những cái phân gà mà em lấy về là đều những phân gà ủ sẵn hết rồi. À thế à? Vâng. Tức là sử dụng được luôn gì? Sử dụng luôn. Ừ, anh vừa rồi, anh cứ ở dưới đội anh cứ bảo là bón phân gà, sợ cây nó hơi chàm, đá chàm nên là cũng ít. Ôi đợi đấy mà chàm đấy nhỉ. Yeah. Cái phân gà là mình không được bón NPK nữa. Ừ. Là bón phân gà thì mình chỉ chơi lên bột với lại kali thôi. Cái loại này không ra được đâu em ơi. Loại này thì hơi nách chấm chấm trắng trắng này nó sau dụng hết vì cái lượng lộc đang ra rất nhiều. Cái lộc này là cái lộc chết rồi anh ơi. Cái lộc này có nghĩa là cái lộc này là em khoanh từ lúc nó từ thời điểm em khoanh nó ra thế này rồi. À, bây giờ nó dừng im như thế. Tức là không phát triển không lên được cái gì. À, đấy, là nó sẽ chỉ ra nách là nó ra hoa. Em thử nghiệm mấy năm rồi mà. Ừ. Đấy. Như cái này là mình gọi là mình đuổi lộc mà nó bị lỡ. Cái này là mình đuổi lộc nó bị lỡ. Cái này ví dụ bình thường mà trước đấy là đã bị triệt rồi đúng không? Nhưng không triệt lại chú cho lên nữa. Mình chỉ khoanh thôi. Ừ. Khoanh xong là cái người ngọn là nó sẽ bị không chế cái người ngọn. Ừ. Và cái bên trong là đây. Là cái bên trong là nó sẽ bị vàng như này. Ừ. Đấy gọi là lộc chết. Cái này đến lúc ra chùm đẹp lắm. Năm nào em thử nghiệm 3 năm rồi. À thế à? Tức là nó vẫn sẽ ra được cái gì? Sẽ vẫn ra 100% luôn. Nếu mà ra chùm lại ra sau em ạ, cái tầm vâng, tầm đấy, cái này nó sẽ hết. Nó sẽ phải ra sau nhỉ. Vâng, đấy. Và mình làm không phải mất công mình đi diệt lộc. Và diệt lộc thì nó hại cây lắm. Diệt lộc thì phun ủ, phun HPC nặng hoặc là phun loại khác ấy, phân kali hoặc là triệt lộc của ông còn triệt bằng phân còn thuốc cỏ nhẹ. Cây của em to nhỉ? Cây của em là cái vườn của em là đặc biệt là 3 năm nay em không đụng đến một hạt thịt cỏ rồi. À thế à? Đấy, tất cả đất này, em cái đất nhà em nếu cái này là nó khô hành nhá, nó còn nếu như mà nó ẩm cái đất nhà em cực kỳ tốt luôn. Ừ. Nó xốp. Ừ. Kiểu mình không phun thịt cỏ nữa. Cây của chú này mà được cái hàng tạ cây. To lắm. Trên này á? À? À thế à? Cái chỗ này thì cũng lộc ba, lộc cây vườn của chú chỗ này toàn lộc ba thôi nhỉ? Toàn lộc ba. Lộc ba bị chú lộc ba để muộn. Nhỡ. Chú bị nhỡ lộc ba. Đấy bị nhỡ lộc ba. Gọi là mình phải xử lý bằng phương pháp nhỡ lộc nhỡ. Đấy đúng không? Chỗ này là bị nhỡ. Lộc nhỡ. Ừ. Cái Thanh Hà đi. Thanh Hà nó có chưa có dấu hiệu gì nữa. Thanh Hà giờ nó phải báo trắng này anh em nhé. Nó vẫn hơi đầu đen, hơi nhỏ. Cái này là không khoanh gì mà đuổi lộc muộn. Ừ, Thanh Hà như này anh thấy cảm giác ghê ghê đấy. Thanh Hà. Cho anh xem chờ chú nào anh ấy. Thử rẽ qua xong rồi vào đây xem xem. Thăm lại em kết quả của chú đuổi xem nào. Đấy, đây cây cổ rất là to, rất là khỏe. Đồi vải thì cực kỳ mênh mông, báo hiệu thì đã mùa màng đến rồi. Vườn đấy, em riêng em vườn thể loại vườn gì cũng dập um. Ừ, cơ mà. nhìn thì không thích mắt mấy, đặc biệt là mùa nó ra hoa quả, ra hoa hoa cỏ nhỉ. Vâng. Thôi nhưng để tự nhiên. Trên này cũng cho mấy cây cam vào đây à? Này em chắc chơi thôi. À thế. Vâng. Thế thì đánh đi bán được. Cam này nó vẫn đang mua này. Cam này trồng năm tháng riêng vừa rồi à? Cái này tháng 2 em. Ừ, tầm đấy. Cái này thích thì năm sau em không làm được thì đây em tưới nước cho nó lên đẹp đẹp thì năm sau em bán. Ừ. bán cây thoai à? Cây thoai. Chỗ này được chỗ trên này được bao cây em? Trên này của em là 7 cây. À thế, cây to nhỉ. 7
cây này toàn cây to thôi, toàn cây. Cây cây này mà được thì phải tầm được mùa thì cũng phải tầm 5 7 tấn nhỉ. Nếu mà cả vườn nhà em được mùa hết là phải tầm 8 Ờ, 7 8 tấn. tức to bằng ngay chỗ này thì có phải Vâng. tầm 5 7 tấn vì cây to này. Vâng. Toàn cây tầm tạ hơn tạ thôi nhé, toàn cây loại Toàn cây to, nhìn cái hại là vải, vì ở khu kia vừa mới phá keo đi để trồng vải phải không? Vâng, đúng. Đấy, khu này toàn vải hết. Đường xá điện đóm này đầy đủ rồi, làm đây là ok rồi. Đấy, vải tại biển động này. Các đồi đồi bên này tỉa ngác nhỉ. Rồi nó kiểu hơi Tỉa. nhiều lá. Ừ. Cảm giác hơi thiếu, hơi ít, lá hơi ít. Nhưng mà năm nay thời tiết này khả năng nó vẫn có. Ừ. Nhưng mọi năm mà nó không có, nhưng Ừ. năm nay khả năng nó sẽ có. Đi xong anh em mình ra về đi.